ở đi nhá. Đi, ở đây nắng quá. Cho mẹ đi mượn cày về cày. Con đi ở nhà kia kia nhá. Mẹ mượn trâu đi cày nhá. Push.
đây. Nhau nhau ha tưởng nào không thân mảng á nhau nhau hai gọi qua đi con đi xuống ở chỗ kia chỗ dâm đi nhá ở đây nóng quá đấy đấy chỗ dâm nó nổi nhá lại đây. Mẹ đi làm nhá, ngồi đấy nhá, ai cho con nói với mẹ nào. Nhau nhau mà, tao tôi đang hợp. Anh nhớ đâu, vật sáng nay, nhớ em đâu. Đau luôn rồi, đau mà. Mày... Này... Hồi mà giữ máy, mày tao sẽ xóa anh. Nhưng nhớ đau mày, mày sẽ xóa anh thôi rồi. Mày liều là mà lối đi mày liều như lối liều là mày buồn đi tao mày bình mày mình toán lao mình vì có mua toán mua toán ạ có mày chăm bướng vậy có mua toán toán mình á mày lộn rồi đáng thế mày cày tao nó à nó lão hả nó à mua toán đâu má tao lão hả mày gì em mua toán mày mình toán đi rồi vậy là liều kia là liều nè buồn thì liều đau lộn rồi đau nè mình có mua toán mua toán. Mày tỏa mẹ đây. Chứ hơi lo miền ta con là à, chi à mày làn liều ám ta con mà cả như đau à. Mày dìa tối dìa quản lý buôn mày đâu. À ta tụ tụ hả mày là lá hả mày lại. Đau rồi đâu rồi. Dìa đau mày. Có buôn tỏa buôn tỏa mày. Mình tỏa mẹ hả mày. Mày. Mình thuyết đây. Đau rồi là lo công an lo chính quyền thuốc tài con nữa à. Đi giống buôn tao luôn. Có buôn mày tỏa buôn mày tỏa. Mày có tình mày giá tỏa. Đau luôn rồi yên đau mà. Con mày cái đau đó. Có một tấm mua nhạc mày, mày xúc mày mày. Mày kể hết mày hát tả mày. Chưa nhường nhịn mày thấy trá những cái gì. Bếp ra nhua tài sản rồi những cái có hả tư hứng thôi như xe lo chính kia là chia tài sản luôn. Mày, láo hời. Loài gió ơi, ồ, hát tả mày lùi nhất tả. Hoa tờ, 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 nhìn đào tố. Đấy. Cái gì mày hả ồ ạ? Dìa có mua tờ, hoa tờ, hoa tờ. Thôi chứ mày hết rồi. Ô, mày kể hết đó. Mày hát phải gì? Kể hết đó. Mày hoa. Ô. Nhưng mà thấy trả nhớ. Yến tụ cái mày. Có bộ cháu mày chẳng cắt có. Hả? Hả? Mày gõ hả? Ô. Cái kia là liều nữa. Mày là liều nữa. Mày là liều nữa. Mày liều mà lột chiếc nữa. Mày nó có ai tải bò gì à? Chia coi là liếu nhà mấy người. Chị cũng mua tà tốt, đi đó mà hôi mà tà tốt. Mày tập hoa là mấy con đi nhà nè. Chị cũng bụt tốt, mấy con tôi nhà. Mày hỏi hôi tà tính, tới đâu. Chị cũng bụt mà tốt, hôi mà tà tốt, hôi mà tà tốt, ở đâu. Chị cũng trúng hơi luôn. Đau lâu rồi, đau hả? Mà hôi mà bụt tà quá, thì quá một tà tà ra lại. Đại lúc như quả phun, mà tiếng mày mà này kìa. Mày tốt dâm, chứ tỏ này can chứ dâm. Cũng bụt tốt, mấy con tôi, hôi mà tà tà muốn tới đâu. Đau luôn rồi, đau cho con mày càng đau à. Cũng bụt tớ, em bụt tớ mày. Ta mày lỗ áo, mày lỗ áo tôn cái càng áo tôn như nhả, áo tôn như đau. Với tại danh nhận ai đau tớ nhỏ à. Đau mày cũng đau như đau cho con mày càng nhẹ à. Ta thế thôi, như lo miền ta chia làn liếu, làn liếu cả ly nhá là mày. Đâu mày, ôi lo, tao ấy lo giống bụt mày. Tớ như đau nó. Mày dối mà càng mày áo tôn, mày lo nhả mày áo tôn, càng mày áo tôn mày. Lúc tại là danh nhé. Chị cũng mua tối hả? Mày hỏi hôi tại con tối như đau. Đau lộn rồi em đau, tại mày cái em đau. Mày tối hôi rồi tối như đau, vẫn tập qua là mày tối là đau ủi. Tao cũng hòa này, nó cũng hòa nó qua của hàm. Mày quá mà đau mà sẽ tối hòa. Mà tao vừa gì, bộ con liền như tối như can hả? Mày đau bụng tập qua là nhạc đó. Mày nếu mà mến chia ní, mến chia, mày dẹp ra tui như nó, tại như dùn ta. Như mày lo miền tài chia. Dẹp ra tui như nó à, như dùn này là lo miền tài con nó chia nó. Tìm một người để chia đất.
Có. Ở nhà chơi chị. Ừ, chờ em nhá. Rồi. Em ơi, chị bảo đến đây nhờ em giúp đỡ đi giải quyết gia đình nhà chị. Thế chị cứ ngồi đây nói chuyện xem để em xem là giải quyết được thì em đi hộ giải quyết cho. Buồn lắm gia đình nhà chị. Thế bây giờ chị nhờ em đi hộ chị sắp xếp công việc gia đình chị tí nhé. Vâng, đấy để em sắp xếp thời gian cho là em đi hộ anh chị giải quyết cho. Chỉ là chia có đất để sản xuất cho nuôi các cháu. Đấy bây giờ nhà chị lấy vợ mới xong là lấy vợ hai xong là đuổi mẹ con chị ra ngoài. Chị nữa. Vâng, chị ra. Bây giờ chị bảo là ông lấy vợ hai xong ông đuổi hai mẹ con chị ra, chị không có đất mà làm ăn đấy. Hôm qua làm cái hai thửa ruộng bảo chia mỗi người một thửa, ông không đồng ý ấy. Bây giờ thì nhờ dạ. Em chị chỉ nhờ em với lại ông trưởng họ của nhà chị đi giải quyết thôi, chị chưa nhờ đến pháp luật gì đâu. À, vâng, thế thì nếu làm xong em sắp xếp đi hộ chị một tí. Vâng. Chị mời em uống nước nhá. Vâng, chị uống. Thế bây giờ chị đi về nhá, tí nữa em đi hộ giúp chị một tí nhá. À, vâng. Vâng, nhà. Vâng, ở nhà rồi. Chỗ ngồi chơi. Vâng. Cháu bảo đến đây nhờ bác đi giúp đỡ giải quyết vợ việc gia đình nhà cháu ấy. Thì nhà cháu thì lấy vợ hai rồi sau là đuổi mẹ con cháu ra ngoài, không cho cháu làm đất đai cũng không cho cháu làm ấy. Bây giờ bảo bác là trưởng họ đi hộ cháu chia đất, chia ruộng cho cháu ấy. Vâng, chia tài sản ạ. Vâng. Giờ cháu chỉ nhờ vào bác là trưởng họ là chỉ nhờ vào bác thôi, bác đi hộ cháu chia đất, chia ấy để cháu còn có đất để mà làm nuôi con. Bây giờ cháu trong sự nhờ vào bác đi hộ cháu giải quyết cái đất đai đấy cho cháu để cháu làm. Dạ. Bác có đi được không? Có đi được. Thế tí nữa bác bây giờ bác cùng cháu đi lên luôn nhỉ? Vâng. Về đi con. Đây ruộng đất của nhà cháu đây, cái địa đây này. Cả kia ông lấy một thửa, cháu lấy một thửa nhưng mà ông không đồng ý ấy.
trong cái số đồng ý thì cũng không được đâu, chia mỗi một người là một thửa. Vâng, thế thì chờ bác đi vào nhà cháu đi nói chuyện. Em trưởng thôn này mới đến là đấy, bận ruộng như nào phải chia cho em. Tao không chia cái gì cả. Tao hết. Rồi đã đi ra ngoài thì tao không chia cái gì nữa. Cháu cứ bình tĩnh đi. Thế bây giờ hai vợ chồng mày bây giờ chia không lấy nhiều bỏ nhiều lên này thì chia tài sản bao nhiêu? Thì bây giờ có ai trừ ruộng thì chia cho vợ mấy đấy, hôm qua cháu đi làm trên đấy. Nhà cháu bảo không cho làm một thửa nào. Thì cháu mới bảo là thế bây giờ anh lấy thửa dưới, em lấy thửa trên. Cháu lấy thửa trên nhưng mà nhà cháu không nhất trí. Thế bây giờ đây, chúng mày thì hai đứa chúng mày thì thống nhất thì chia nhau với hai thửa ruộng kia thì bây giờ đi kiểm tra đi thì chia lại thôi. Vâng. Đấy, chia cho vợ thì nó cũng có tài sản ở đây, mình chia cho nó mới phải, không thì không được. Đây qua cái công việc này, bác trưởng họ đã nói thấy rồi, anh nghe đã được nghe thì em cũng nghe là bác trưởng họ nói đúng, hai vợ chồng không lấy nhau nữa thì có hai đứa con. Anh có đồng ý chia đất cho vợ cho con không? Thế nghe bác chở hộ nói chuyện thì cũng nghe được, thì tí đi xem chia một thửa cho. Bây giờ cháu dọn nước uống xong là đi xem chia một thửa cho vợ. Chú mời bác nước. Cháu uống nước à? Mời anh nước, mời chị nước. Thế bây giờ xem đất ở đâu thì đi xem kiểm tra đi chia. Vâng, đất bên kia đi xem. Đi mình bắt đầu đi. Đấy, bây giờ cháu bảo cháu lấy thửa này cho ông lấy thửa dưới kia, ông không đồng ý ấy. Bây giờ cho bên trên này cho vợ là thứ nhất. Bây giờ tôi lấy cái cửa này, ông lấy cửa này nhá. Bây giờ không phải nói gì nhiều đâu nhá. Thế bây giờ cháu có biết gì không? Có biết gì đưa cho vợ, đưa cho vợ con một cửa ở trên này, cháu dùng thử dưới này. Vâng, thế rồi cháu biết thế nhá. Thế bây giờ cháu lấy thử trên hay có thống nhất rồi chưa? Rồi cháu cũng đưa thửa trên cho vợ, thửa dưới cháu lấy. Bây giờ thì theo bác trưởng hộ cũng ở đây có mặt, chú bên này nhất trí chia cho vợ với con đấy, dưới này. Bây giờ ông lấy thửa dưới thế đi. Bây giờ thống nhất như thế nhá, không mai mốt con được tranh chấp nhá. Vâng. Thế hôm nay vất vả cho bác với em thì hôm nay cho cháu cảm ơn bác với lại em nhá. Vâng. Cảm ơn bác nhá, cảm ơn chú nhá. Vâng. Em đi về nhá. Bye bye ông, bye bye chú. Thôi đi về đi con.
đói. Đói á, đói thì nấu cơm nhá. Con đói. Ừ, nấu cơm nhá. Đói lắm rồi à con? Nấu cơm một tí được ăn rồi nhá. Con bà ăn măng lắm rồi. Ừ. Măng chê chứ mà con bà ăn. Bác ơi, cháu lấy xô về thêm nước thứ hai nhá bác. Ừ, lấy đi. Cái gì đấy? Ăn nha, ăn nha. Đây cho chị một cái. Con ơi, không có rau gì mình đi tìm mang đi nhỉ? Đi à, tìm mang đi. Lấy cái sọt đi theo nhá. Tí không có cái gì định đâu. Tìm mang nhá. Ở đây có một cái mang luôn này. Phải không? Phải. Đây. Mẹ đừng có đập xuống nha. Tí mẹ lấy. Tí mẹ đào cho. Đào lâu thế. Ui, to thế mà. Ui, to thế. Ui. Mẹ ơi, hình như đây có măng này. Măng đâu? Đây. Đó. Đó, mẹ xem nào. Đó, đâu mẹ xem nào. Không thể mang đâu. Thế cái à thôi. Phải thật đấy, đây này. Thấy chưa, con bảo rồi. Ơi. Thật á? À?
vả không? Lấy măng đi. Mẹ ơi, mẹ con lấy. Bóc măng nhé, cháu ở nhà nhé. Cháu ơi, mang cái rổ kia về cho bác được măng. À. Em làm cái gì đây? Có váy đẹp không? Măng chín hết rồi con ạ. Cho một tí canh nữa nhỉ.
ngoài cho nó sáng. Con ơi ăn cơm đi. Cháu. Con ơi về ăn cơm đi. Ngồi đây. Con thế nhở? Con đây, dùng lúa của con đây. Ủa to thế. Ngon quá. Con ăn đi. Con ăn măng. Ngủ đi. Tối rồi ngủ đi. Ngủ với em ngủ trước rồi ấy.